thế. Vâng vâng. Thế thì cái ý kiến của em là em anh xin... phải chấp hành trước xong có ý kiến chứ không chuyện không chấp hành được. Đây là anh đang không chấp hành lực lượng người thể. Không, em có chấp hành. Anh đã xác định đâu anh chấp hành. Nhưng bây giờ là rồi. Cái lỗi của anh là các anh thông báo là phải đúng thông rồi. Báo bằng hình ảnh thì em mới biết được là tôi, cái lỗi. Trước mắt là tôi thông báo bằng miệng với anh. Và sau đó sẽ cung cấp hình ảnh cho anh. À vâng, thế thì để em xin... bản. Thế... Anh đã chấp hành đâu mà anh đòi yêu cầu. Anh không chấp hành. Anh cho cái hình ảnh thì là tôi cũng là chấp hành này, là biên bản thôi. Đấy là anh đang hiểu ngược nha. Anh đang hiểu ngược quy định của pháp luật. Nha, không có chuyện cảnh sát giao thông phải làm theo ý của người vi phạm trước. Không mà không phải là phải làm. Anh đang bắt tôi phải làm cái gì không nữa. Bây giờ là cái anh bây giờ bắt tôi thì là rõ ràng là cái tôi dừng xe để kiểm soát chứ bắt sao được anh đang hiểu lầm rồi. Thì tôi đang đi thì các anh dừng xe tôi đúng không ạ? Đúng rồi, tôi dừng xe anh để kiểm soát. Thứ nhất là đã thông báo lỗi cho anh. Vâng, thế cái lỗi quá tốc độ thì em vẫn bảo là trên giao thông trên đường. Vâng, khi thông báo lỗi là lái xe phải xuất trình giấy tờ. Tôi nói luôn hôm nay nhá, phải xuất trình giấy tờ để cảnh sát giao thông kiểm soát. Nếu có đầy đủ giấy tờ sẽ cung cấp hình ảnh để cho lái xe tham khảo này, trước mắt là tham khảo này, sau đó là nhận dạng này và cảnh sát giao thông tiến hành là biên bản. Nha, đây nói luôn anh thế. Nếu không đủ căn cứ pháp luật khi kiểm tra đủ giấy tờ. Chứ bây giờ em hỏi nhá, thì nếu như mà có những cái trường hợp mà nó không đủ căn cứ, đúng mà rồi. Có một số các đồng chí là như bên của Hưng Yên đấy. Thì là cứ cù nhảy đang giữ hết giấy tờ của... Anh không thể nói cơ quan chức năng được. Đây là lực lượng không. Có xe kiểm tra, có lực lượng xe không. Anh phải không thể nói là lực lượng cù nhảy được ở đây. Vâng. Thì... anh phải sử dụng từ cho đúng. Vâng. Nhá. Thì tôi xin lỗi này. Tôi không dùng cái từ cù nhảy. Mà tôi lại dùng cái từ là tại sao lại giữ giấy tờ của người dân. Mà trong cái đấy người dân lại không vi phạm. Không giữ. Đấy là người việc làm việc sai quy trình và anh có quyền của anh là cái gì? Thì chính ra là nó mất thời gian là như thế thì là anh đừng làm mất thời gian lỗi gian. Tôi đã yêu cầu anh ba lần rồi, tôi chỉ kiểm soát phương tiện của anh thôi nhá. Tôi chưa lập biên bản, còn khi nào lập biên bản phải đủ căn cứ pháp luật. Còn nếu tôi không đủ căn cứ pháp luật tôi phải xin lỗi để mời anh đi. Tôi nói luôn anh thế nhá. Đây anh anh cho em cái hình ảnh đi. Anh cho em tôi nói luôn này, anh không chấp hành tôi không cung cấp. Tôi nói luôn này anh biết đấy nhá, hôm nay nhá. Tôi chấp hành đầu mà anh không chấp hành sự kiểm soát của tôi nhá. Tôi sẽ không cung cấp bất cứ cái gì cho anh. Vâng nhá. Thứ nhất, chúng tôi làm nhiệm vụ là có sự phân công của đoàn cấp trên nhá, đó là giám đốc công an tỉnh, đó là trưởng phòng giao thông. Vâng nhá. Thì tất nhiên là các anh là đi làm thì phải có cái. Vâng nhá, anh đang quay tôi rất biết. Vâng. Khi tôi kiểm soát phương tiện của anh, trong quy trình của tôi quy định rõ là kiểm soát giấy tờ con người phương tiện có đúng người lái xe này không, trên xe có hàng hóa gì không nhá. Tôi nói luôn anh đấy là quy trình quy định nhá. Thì khi kiểm soát quy trình nào ạ? Thông tư 6566 của Bộ Công an. Tôi nói luôn anh đấy, tôi không thể đọc hết thông tư cho anh được. Dạ. Nhá, nói luôn anh đấy. Còn anh cứ quay thoải mái và anh hỏi tuyên truyền tốt cho Bắc Giang nhá. Bắc Giang làm việc rất nghiêm túc. Vâng. Mà không có cái câu chuyện như cù nhầy như anh mất thời gian như anh như vâng. Thế thì em bảo là bây giờ là cái mà không có bây giờ gì cả mà anh phải chấp hành. Sau đó anh có ý kiến tôi sẽ tuân theo ý kiến của anh nha, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Bây giờ thì các anh bảo là tốc độ như thế, nhưng mà tôi biết là tôi là tốc độ bao nhiêu mà anh bảo. Đấy. Là 58 nhưng mà tôi lại bảo là không phải 58 thì bây giờ là... làm sao lại anh phải có máy. Dạ. Hiện tại anh còn không chấp hành thì anh đừng đòi hỏi những cái đấy. Nha, nói luôn anh lái xe. Vâng, thế thì có máy thì bây giờ các anh phải cho tôi xem máy chứ. Nhưng mà sẽ cho anh xem nhưng vâng. Anh có chấp hành không anh đòi hỏi. Thì anh đưa máy đây thì tôi chấp hành ngay chứ. Anh hiện tại tôi chấp hành nha. Không, anh tôi nói luôn anh đang hiểu ngược vấn đề. Không. Bây giờ anh bảo là bây giờ là kiểm soát đã nhá. Sau đó mới kiểm soát bây giờ cái anh phải phát hiện ra cái lỗi thì anh mới kiểm. Phát hiện ra lỗi của anh. Vâng, thế anh phát hiện là lỗi gì ạ? Lỗi chạy quá tốc độ. Quá tốc độ máy nào ạ? Máy đo tốc độ. Máy đo tốc độ nhưng mà bây giờ máy đo ở đâu ạ? Máy đo cách đây 2 cây số. À thế bây giờ tôi muốn xem được cái hình ảnh ở trên máy đo. Chứ anh đã mới được xem. Không phải là anh cứ thích là anh đòi hỏi lâu. À không biết bây giờ. Bây giờ là tôi không biết là tôi anh không chấp hành đặt cảnh báo vào. Tôi nói luôn anh đây, tôi thông báo luôn anh này. Vi phạm tốc độ 58/50. Vâng. Hình ảnh sắc nét. Vâng. Và hiện nay cảnh giao thông đang yêu cầu anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Và anh không chấp hành. Không phải là tôi không chấp hành. Anh đang không chấp hành đấy. Bây giờ tôi lại nói lại với đồng chí đó là này. Tôi không biết là lỗi gì. Các anh bảo là tôi thông báo rồi. Vâng, tôi được biết là tổ công tác dừng xe lại và thông báo ra là lỗi quá tốc độ. Rồi. 50/58. Nếu anh bây giờ tôi chốt lại một vấn đề. Anh nói đi ạ. Bây giờ chốt lại vấn đề đứng đây nắng rồi. Anh nói đi ạ. Chốt lại vấn đề nếu đấy anh là anh chốt tờ. anh nói anh tôi chốt nói đi. Luôn là anh không xuất giấy tờ. Vâng. Nhá. Vâng. Để đi kiểm soát.
vâng. Nha, là tôi sẽ không cung cấp bất cứ cái gì để cho anh kiểm tra hoặc là giám sát đâu. À vâng. Anh phải thông cảm thế. Vâng anh vâng quyền vâng. Đấy. Vâng vâng. Quyền của mình đâu. Vâng vâng. Anh tôi không có nghĩa vụ. Vâng vâng. Thế là tôi không có quyền đúng không ạ? Người dân là. Có quyền. Người dân không có quyền. Anh vừa bảo là không có quyền. Nhưng anh chưa chấp hành thì anh không có quyền đấy nữa. À vâng. Thế là. Tôi nói luôn anh. Bây giờ. Chấp hành tôi. Vâng. Bây giờ người dân là không được. Anh không chấp hành thì anh sẽ không chấp hành như sao ạ? Tôi vẫn bảo là tôi chấp hành mà. Tôi đã biết anh là ai đâu. Ô, thực ra là tôi là... Bây giờ anh bảo là tôi không biết là tôi là ai đúng không? Khi nào anh nghĩ kỹ, anh vào đây làm việc tôi để tôi làm việc thường. Không, bây giờ anh bảo là không biết tôi là ai thì anh bây giờ anh muốn xem... Anh muốn xem căn cước công dân hay là xem cái gì ạ? Anh đang ra không? Tôi dừng xe, anh đang kiểm tra. À, anh đang lái xe. Một là bằng lái này. Căn cước công dân này. Kiểm định đăng ký cho anh mang theo đi không? Nếu đúng, anh là con người thật, việc thật, lái cái xe này. Tôi sẽ mang máy để cho anh xem nhá. Kiểm định tất cả mọi cái anh yêu cầu cái gì tôi cung cấp đầy đủ anh. Còn hiện tại anh đang không chấp hành, anh cứ bắt phải được xem trước, đấy là ngược. Tôi nói luôn nhá, trái quy định pháp luật. Không phải là... Tôi nói luôn anh là đấy là trái quy định của pháp luật về công tác kiểm tuần tra kiểm soát giao thông. À vâng ạ, thế là trái pháp luật. Đúng rồi, anh đang yêu cầu thế. À vâng ạ, anh là Hoàng Thế Kiên ạ. Vâng ạ. Phó đội trưởng. Vâng ạ. Cái này là của phòng giao thông tỉnh Bắc Giang. Của kế của phòng giao thông tỉnh Bắc Giang. Tôi nói luôn anh thế. Vâng vâng.